Phong tục xin chữ đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Mong ước cả năm của người nhận được thể hiện qua từng nét chữ thanh thoát và cẩn trọng của những ông đồ. Gia đình nào mà được treo chữ phúc, tức là dân dạy cho con cháu phải giữ lấy cái chữ phúc ấy, hay là chữ đức thì cũng thế, cũng là dân dạy con cháu mình phải đi theo cái nhân văn ấy. Thế còn thì người già thì người ta xin chữ thọ, chữ khang ninh, ví dụ như thế. Cái người buôn bán thì lại xin chữ lộc, chữ tài, chữ hưng. Thế thì nó phải thích hợp với từng gia đình một. Một trong những địa điểm không thể bỏ qua của vợ chồng anh Trần Thăng Long khi ra thăm Hà Nội dịp Tết năm nay là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là nơi nhiều người tìm đến để xin chữ trong dịp đầu xuân. Thì cũng như mọi người thôi, đều mong muốn một năm mới được an lành, mạnh khỏe, rồi phát tài. Tất nhiên là tất cả những yếu tố về sự may mắn thì mọi người đều muốn mong muốn được cái tốt đẹp nhất đến với gia đình, đến với bản thân cũng như là mọi người xung quanh. Giữa chúng tôi là người viết và những người muốn nhận được cái chữ, hai bên nó phải có một sự đồng cảm. Cái đồng cảm nhất là trân trọng cái nét văn hóa, thuần phong mỹ tục. Cái thứ hai, nó phải có một cái ý tưởng là trân trọng cái chữ mà mình định nhận. Thế còn chúng tôi là những người viết thì cũng phải lựa làm sao đó để các chữ đó là những cái chữ mà tốt đẹp nhất để cho người ta mong muốn. Không chỉ xin chữ cầu bình an, tốt lành cho bản thân mình, nhiều người còn tới đây xin chữ để tặng cho những người thân của mình. Ngoài cái mục đích mà đi chơi thăm thú bạn bè, nhưng mà đến đây để xin thầy, cuối cùng là để cho cháu nó học được tốt, động viên nó phấn khởi. Người ta thì có điều kiện tốt hơn thì người ta tặng quà nọ, tặng quà kia, nhưng mình điều kiện nó vẫn còn eo hẹp, thì cũng chỉ gọi là muốn lấy những cái nét đẹp của truyền thống để làm quà cho mọi người. Ngày hôm nay em đến đây để xin một đôi câu đối thư pháp để tặng các thầy cô trong khoa, để chúc các thầy cô ngày càng mạnh khỏe và có tâm huyết với nghề dạy dỗ chúng em hay người. Ý nghĩa sâu sắc và nhân văn của tục xin chữ đầu năm chính là cái tâm, sự đồng cảm giữa người cho và người nhận. Câu chuyện của nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân và nhà thư pháp nổi tiếng không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới, Lê Xuân Hòa, là một minh chứng cho điều này. Cụ bảo Lê Xuân Hòa đến chơi tôi cái năm tôi 70 tuổi. Ông cụ bảo thì năm nay ông 70, tôi muốn tặng ông một chữ để làm lưu niệm. Vì mai kia có thể là tôi sẽ mất đi, thì ông còn giữ lại cái chữ của tôi, cũng như là con người của tôi còn bên cạnh bác. Thế tôi bảo thế thì cụ cho tôi cái chữ mà tên tôi. Tôi là Thái, thì xin cụ chữ Thái. Mà cũng đây là ước vọng hòa bình của tôi. Xin chữ đầu năm có lẽ không chỉ mang giá trị văn hóa, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Đồng thời, đối với người nhận, chữ đã trở thành món quà tinh thần đầy ý nghĩa. Tôi sẽ viết một chữ là chữ thuận. Và thuận buồm xuôi gió mà, thuận vợ thuận chồng mà, thuận bè thuận bạn, xã hội cũng thuận. Quả là rất là thú vị anh Thắng ạ. Và em nghĩ rằng cái thú mà xin chữ đầu năm cũng là một cách để mọi người có thể cầu mong sự may mắn và hy vọng dành cho bản thân cũng như là cho những người thân yêu của mình trong một năm mới sắp đến. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chúc cho tất cả những người xin được chữ sẽ gặp thật nhiều may mắn và chúc cho cả chúng ta nữa, được không nào? Vâng, chắc chắn là như vậy rồi.